Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Photography Channel và đến với chuyên mục Photoshop. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục một công cụ khác của nhóm Crop có tên là Perspective Crop Tool. Đây là một công cụ với những tính năng đặc biệt của nó rất đặc thù. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu Perspective Crop Tool hoạt động như thế nào. Photoshop định nghĩa công cụ Perspective Crop Tool là công cụ cắt phối cảnh. Và vì sao lại như vậy? Các bạn theo dõi tấm ảnh này. Cuốn sách đã được chụp không ở chính diện, không trung tâm. Do vậy nó có độ méo. Chi tiết ở gần thì lớn, chi tiết xa thì nhỏ, như các bạn thấy theo các cái đường kẻ minh họa. Bây giờ tôi sẽ dùng công cụ Perspective Crop Tool để cắt phối cảnh nhằm minh họa cho các bạn thấy tính năng của công cụ này. Perspective Crop Tool nằm trong hộp thoại Crop ngay bên dưới công cụ Crop, và click chuột dần vào các góc. Trường hợp đầu tiên thì tôi không dùng tới cái lưới grid ở đây. Các bạn muốn thể hiện lưới grid thì các bạn chọn ô grid, các ô lưới sẽ bật ra. Và các bạn có thể xoay cái ô lưới, kéo, giãn, phóng to, thu nhỏ nó từ các cạnh đứng hoặc cạnh ngang một cách dễ dàng. Nhưng điều quan trọng nhất là các bạn di chuyển ở các điểm gốc để làm sao cho nó tương thích với hình ảnh các bạn muốn crop. Và sau khi các bạn đã điều chỉnh các điểm gốc, các cạnh một cách chính xác thì Enter. Các bạn thấy ngay lập tức là phần mềm đã sửa cái phối cảnh ngay ngắn trở lại. Đây là một tính năng rất hay của Perspective Crop Tool. Và bây giờ tôi sẽ giải thích với các bạn về thanh option của công cụ này. Nếu các bạn muốn cắt theo tỷ lệ thì các bạn cứ nhập vào ô Width và ô Height. Ví dụ như tôi đang thực hiện cắt với tỷ lệ 2000 và 2400 pixel. 2000 đối với cạnh ngang và 2400 đối với cạnh đứng. Và các bạn xem, phần mềm sẽ cắt cho tôi một bức ảnh đúng tỷ lệ và sửa phối cảnh. Rất là hay. Tôi thu nhỏ một chút để các bạn xem tổng thể. Khi các bạn không muốn cắt theo tỷ lệ nữa thì bấm Clear để nó xóa bỏ toàn bộ thông tin ở trong ô Width và ô Height. Và bây giờ là cách thứ hai, tức là chúng ta đè chuột trái và tạo ra một khung trước. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển các cái góc của cái khung vào với vị trí chúng ta muốn cắt. Đây chỉ là một hình thức tôi minh họa cho một phương pháp làm việc thứ hai đối với công cụ Perspective Crop Tool mà thôi. Như vậy các bạn có thể click từng điểm neo, hoặc là các bạn có thể tạo ra một khung rồi điều chỉnh nó sau. Bây giờ tôi sẽ minh họa bằng các bức ảnh và đi vào thực tế khi chúng ta xử lý ảnh như thế nào. Đây là một bức ảnh mà tác giả đã sử dụng ống quay đứng gần, và các bạn thấy là cạnh cột nhà nó bị nghiêng. Khi các bạn muốn sửa perspective thì các bạn làm sao cho cạnh lưới của mình song song với cái cột nhà bên trong. Và bên phải, bên trái cũng sẽ thực hiện như vậy. Các bạn nhìn vào các điểm giống, tức là những cái trục, những cái cột, và chúng ta sẽ từ đó căn cứ tạo thành những đường song song đối với cái vật thể chúng ta muốn cắt. Và như vậy các bạn thấy là phần mềm sửa lại rất thẳng và rất là nhanh. Đây là một trường hợp khác khi chúng ta chụp ở góc thấp nên nó tạo ra cái hiện tượng hội tụ làm méo ảnh. Bây giờ tôi vẫn vận dụng cái phương pháp là cho cạnh lưới song song với cạnh nhà và thực hiện crop phối cảnh. Các bạn xem là phần mềm sửa lại ngay ngắn ngay. Ở bức ảnh thứ ba là một bức ảnh chụp toàn cảnh rộng nhưng với ống quay. Vì không khéo nên các cột nhà đã nghiêng, và vẫn với phương pháp đó làm cho cạnh lưới song song với cạnh nhà. Ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy là phần mềm sửa lỗi cho bức ảnh rất là nhanh chóng và chính xác. Rất đẹp phải không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục tiếp theo.